Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà các chức sắc tôn giáo dịp lễ Giáng sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã đến thăm Tòa Giám mục Kon Tum, Giáo xứ Tân Hương, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại Kon Tum, chúc mừng các giám mục, chức sắc, chức viện, tu sĩ, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Năm 2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế và đời sống của người dân, song tỉnh Kon Tum vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Kon Tum vẫn giữ được vùng xanh. Trong thành quả này có sự đóng góp của các chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, các giám mục chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con giáo dân thuộc giáo phận, tích cực tham gia các phong trào yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên là không khí Giáng sinh tại các nhà thờ, xóm đạo tại tỉnh Ninh Bình trầm lắng hơn. Việc trang trí được tiết chế, đồng thời là nhiều giáo xứ không tiến hành tổ chức diễn nguyện ngoài trời vào đêm Giáng sinh nhằm giảm lượng người đến nhà thờ, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Năm nay, nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch, giáo xứ chính tòa, hạt, các cha và ban chấp hành giáo xứ tỉnh Ninh Bình đã họp thống nhất hạn chế rút gọn khoảng 50% việc trang trí tại nhà thờ so với những năm trước, khuyến khích các nhà thờ dâng nhiều lễ để hạn chế và giãn cách người tham gia trong các buổi lễ. Chúng tôi hôm nay đã làm cái công tác của cái thông này là tính đến hôm nay là được 20 ngày. Về mọi phần trang trí ấy, thì trong khuôn viên của nhà thờ Đá Phát Diệm này nó cũng có phần giảm bởi vì Covid. Tôi cảm thấy năm nay Giáng sinh trang trí rất là đơn sơ hơn mọi năm. Ít người đến tại vì dịch bệnh nhiều ạ. Với tôi muốn dịch bệnh mau chóng hết ạ. Và người dân sớm được trở lại sinh hoạt bình thường. Đồng bào Công giáo và người dân Ninh Bình đến nhà thờ được tuyên truyền đeo khẩu trang. Nước sát khuẩn cũng được đặt tại khuôn viên nhằm giúp người dân có một mùa Giáng sinh ấm áp và an toàn. Đặc biệt năm nay tại nhà thờ Phát Diệm, chương trình diễn nguyện ngoài trời không được tổ chức mà chỉ tổ chức thánh ca và dâng lễ trong nhà thờ. Những giáo dân tham gia lễ đã được khuyến cáo đồng bào giáo dân ở giáo xứ nào nên mừng Giáng sinh ở giáo xứ đó và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K của Bộ Y tế. Chúng tôi đã họp hội đồng giáo xứ và cũng đưa ra một cái chương trình cụ thể như vậy. Đối với giáo xứ chúng tôi, mọi cái vấn đề rất là đơn giản thôi. Năm nay thì các cái hoạt động đều cắt giảm, đều bỏ đi rất là nhiều, chỉ khoảng độ 40-50% thôi. Việc nhiều nhà thờ giáo xứ tại tỉnh Ninh Bình chỉ tổ chức lễ Giáng sinh với quy mô nhỏ làm nhiều người tiếc nuối, song người dân vẫn rất ủng hộ quyết định trên bởi việc làm này sẽ góp phần hạn chế được tình trạng dịch bệnh lây lan mất kiểm soát. Chiều qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự lễ Giáng sinh năm 2021. Người dân đi lễ Giáng sinh sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng với lực lượng chức năng kiểm soát người, bảo đảm công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, từ 17h30 phút ngày 24 tháng 12, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức cấm đường, không cho phương tiện ra vào phố nhà thờ phường Hàng Chống Hoàn Kiếm Hà Nội. Lực lượng sẽ bố trí các chốt bảo đảm an ninh trật tự theo nhiều lớp, phân luồng từ xa, kiểm soát người dân có giấy mời được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ tôn giáo.